Rồi hôm nay lên thổ tốt tiếng cho anh em nha. Con này lúc trước mình bán thì giá cũng hơi cao, thì tới giờ còn nè. Thì hôm nay thì cũng còn mình nên nó à, mình sẽ bán giá rẻ cho anh em luôn, nửa giá cho anh em. Con này lúc trước thì mình bán giá 1,5 triệu anh em ơi. Nãy mình đi đổ phân cho nó, thì nó quảng, nó tung cái nó kẹt cánh vô cái lồng anh em, vô cái nan lồng kẹt cái rụng lông hết trơn này. Chút mình nhổ lông đuôi luôn anh em ơi, cho nó gà cho nó mới hết luôn, cho lông mới hoàn thiện luôn. Con này thì con thổ siêu gù nghe anh em, con này gù rất là cứng. Chút mình sẽ chèn cái clip nó lúc mà gần cho anh em xem tự thẩm, cả khoảng 2-3 phút vậy đó. Nói chung nó gù với con mồi lâu lắm, cả khoảng 10 phút mà mình lấy cái 3 phút thôi cho anh em xem. Anh em nào ưng thì alo mình nha. Con này thì nó gáy lai gai rồi anh em ơi, con này thì cứng gù rất tốt lắm, về tàn là gù suốt luôn. Thì anh em ưng thì alo mình nha. Con này cũng vài 100k thôi anh em ơi, lúc trước thì ba đang bán tới 1,5 triệu đó. Này giảm còn một con cuối cùng, giảm cho anh em luôn. Anh em nào ưng thì alo mình nha. Bye-bye.